bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SPDR được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2021 vượt xa ngưỡng kháng cự 1.850 USD trên 1 ao, vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Dù giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần và lập trường của Fed giữ thái độ ôn hòa cũng giúp vàng duy trì tăng trong 4 tuần liên tiếp. Giới đầu tư kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn vào tuần tới khi thị trường phải đối mặt với đe dọa lạm phát gia tăng chưa từng có. Giới đầu tư đang tiếp tục tập trung vào thị trường khi lạm phát leo thang. Sau ngày hôm qua, khi giá vàng tăng đáng kể lên 18 USD trên một ao, đối với vàng kỳ hạn tương lai, hôm qua thị trường tiếp tục chứng kiến một đợt tăng 5,3 USD trên một ao nữa. Dù giá có giảm vào phiên giao dịch cuối tuần. Ghi nhận tại phiên đóng cửa tuần này, giá vàng trên sàn điện tử Kitco đang đứng ở mức 1.812,2 USD trên một ao. Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, đã giảm mạnh khoảng 17 USD trên một ao so với phiên giao dịch liền kề trước đó. Yếu tố cực kỳ quan trọng tác động tới thị trường vàng trong những ngày này là lời điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các tuyên bố của ông cho thấy rõ ràng Fed vẫn sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn mức họ kỳ vọng, dù con số này đã cao hơn nhiều so với mục tiêu trước đó là 2% và đáng ngạc nhiên là cao hơn nhiều so với những gì họ dự kiến. Thị trường đã chứng kiến những tác nhân quan trọng nhất của Chủ tịch Fed nói rằng sẽ là một sai lầm nếu Fed hành động sớm để chống lại lạm phát, bởi điều đó chỉ có thể là tạm thời. Vì vậy, nghĩa là Fed vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ ôn hòa và dẫn mua nợ hàng tháng và duy trì lãi suất huy động trong khoảng từ 0 đến 0,25%. Giá vàng SJC tại thị trường trong nước vẫn tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 40 đến 100.000 đồng trên một lượng vào phiên cuối tuần trước. Giá vàng SJC mua vào và bán ra được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đồng loạt chững lại tại hai chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại cùng thời điểm, tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC trái chiều tăng 20.000 đồng trên một lượng cho chiều mua vào và giảm 40.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết ở mức 56,98 đến 57,48 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng 4 số 9 thương hiệu vàng ròng Thăng Long cũng điều chỉnh tăng nhẹ. Dự báo giá vàng tuần tới. Giá vàng thế giới giảm vào phiên cuối tuần không chỉ vì lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và giá trị đồng USD phục hồi, mà còn do thị trường thiếu nhu cầu mua vào từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư ETF. Tuy nhiên, việc Fed không phản ứng lại đà tăng của lạm phát đã giúp vàng duy trì trên mốc 1.800 USD trên một ao. Dự trữ vàng tại SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, đã giảm 0,3% xuống còn 1.034,37 tấn vào hôm 14 tháng 7. Đây là mức thấp nhất gần 2 tháng qua. Tương tới, chuyên gia phố Wall và cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn, ngay khi thị trường phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh đường trung bình động 50 ngày. Theo cuộc khảo sát của Kitco News cho thấy rõ tâm lý mạnh mẽ của các nhà đầu tư phố Wall và phố Main khi vàng tiếp tục đẩy lên trên mức cao nhất trong hơn một tháng vào giữa tuần. Nhiều nhà phân tích tiếp tục nhận thấy sự bổ sung đối với vàng khi áp lực lạm phát tăng lên mức chưa từng có. Theo đó, bất chấp mối đe dọa hiện hữu, Fed tiếp tục thấy lạm phát cao hơn trong thời gian ngắn và dự kiến sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ cực kỳ thích ứng của mình trong tương lai gần. Theo vị chủ tịch Ariane de Alastricht lại cho biết, ông vẫn lạc quan về vàng và vì kim loại quý này vẫn là một tài sản hấp dẫn khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới bắt đầu mất uy tín trên thị trường tài chính. Ngày càng nhiều nhà đầu tư không còn tin tưởng vào Fed và các ngân hàng trung ương khác. Họ nhận rằng lạm phát sẽ mạnh hơn và dai dẳng hơn so với những gì tuyên bố của Fed. Triển vọng tăng giá đối với vàng sẽ tiếp tục được đưa ra khi Chủ tịch Fed điều trần trước Quốc hội và nói rằng khi lạm phát có thể tiếp tục tăng cao hơn trong vài tháng tới, Fed vẫn tiếp tục coi sự gia tăng này là nhất thời và rằng các điều kiện kinh tế sẽ kích hoạt sự thay đổi trong chính sách tiền tệ vẫn còn là điều có thể giải quyết. Tâm lý tăng giá xuất hiện khi giá vàng đạt mức khiêm tốn trong tuần qua. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8, giao dịch lần cuối ở mức 1.813 USD trên 1 ao, tăng 0,17% so với 6 tuần trước. Một số nhà phân tích đã lưu ý rằng mức kháng cự thật sự cần theo dõi trong thời gian tới là 1.850 USD trên 1 ao. Giám đốc điều hành tại John Van cho biết, mặc dù ông cho rằng giá vàng đã đạt đỉnh nhưng ông kỳ vọng có đủ lực để kim loại quý này phát triển và vượt qua ngưỡng kháng cự 1.850 USD trên 1 ao trong thời gian tới. Adam Button, một chiến lược gia tiền tệ tài chính tại Forex League, nói rằng bất chấp quan điểm của Fed có khác biệt, rủi ro kinh tế tiềm ẩn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng tăng cao hơn. Bức tranh cơ bản của vàng đang bị nhầm lẫn bởi tín hiệu khác từ Fed, lạm phát và biến thể Delta, nhưng các chỉ số kỹ thuật đang ngày càng hướng đến lãi suất thấp hơn trong thời gian dài. Đối với vàng, điều đó là tích cực và tôi nghĩ sẽ là điểm dừng tiếp theo của vàng ở mốc 1.900 USD trên 1 ao hoặc rất gần xung quanh đó. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.